Xin chào cả nhà, thì lại là Lê Hùng đây. Thì hôm nay Hùng lên một video hướng dẫn cho cả nhà cách tiêm phòng vaccine cho con nhé. Thì ở đây Hùng có hai bé Shiba. Hai bé này thì đã được 35 ngày tuổi rồi. Thì trước khi mà mình tiêm vaccine đấy, thì tầm 30 ngày tuổi mình sẽ sổ run cho bé. Sau khi sổ run 5 ngày khi mà bé sức khỏe ổn định rồi thì mình sẽ tiêm vaccine cho bé nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách rút vaccine và tiêm thế nào cho bé là đúng nhé. Đây, mình bỏ bé vào trong này đã. Thì mình cần một cái xi lanh và vaccine. Vaccine thì mình bảo quản trong môi trường lạnh nhé. Thì khi mà người ta bán ấy, thì người ta sẽ bỏ trong tủ lạnh. Mình mua về thì mình vẫn phải bỏ trong môi trường lạnh để cho vaccine nó đạt cái hiệu quả cao nhất nhé. Đầu tiên thì mình sẽ lấy cái lọ nước này. Cái lọ nước mình sẽ rút ra vào trong cái ống tiêm. Đấy. Mình rút cạn nước luôn nhé. Sau rồi mình bơm vào trong cái lọ thuốc bột này. Đó. Mình sẽ bơm hết nước vào trong cái thuốc bột này. Sau đó thì mình sẽ lắc cho tan hết cái bột trong này. Mình xoa, mình bỏ trong lòng bàn tay, mình xoa lại cho nó giảm cái nhiệt độ của cái liều vaccine này đi. Mình xoa lúc nào cái nhiệt độ của cái ống này nó bằng nhiệt độ cơ thể mình là được nhé. Đó, sau khi xoa thì mình lại rút vào trong ống tiêm. Đấy. Như thế này là mình tiêm được cho chó con rồi nhé. Mình đẩy hết bọt ra ngoài. Đây, khi mà mình tiêm vaccine ấy, thì mình sẽ tiêm dưới da nhé. Mình sẽ kéo một phần da của bé cún lên, sau đó mình luồn kim vào, mình đâm vào dưới da thôi, cảm nhận cái tay lúc nào mà nó qua một cái là biết ngay à. Đó, sau mình bơm vào. Sau khi tiêm vào cho chó thì mình xoa thật kỹ để cho vaccine nó tan hết. Thì chó con vaccine rất là quan trọng. Nếu mà không tiêm vaccine ấy thì chó con sẽ rất có thể mắc những cái bệnh nguy hiểm, ví dụ như Kre hoặc Bạch Vô và một số bệnh khác. Thường thì bên Hùng khi mà bán cho con ra ấy, thì chó đã được tiêm 2 mũi rồi, là tầm khoảng 60 ngày ấy, thì chó con sẽ đảm bảo cái sức khỏe của bé. Đó, thì 30 ngày mình sổ run, 35 ngày mình tiêm. Đến tầm khoảng 5-7-8 ngày mình lại sổ thêm một lần nữa. Rồi đến 62-63 ngày mình tiêm đợt 2 là ok nhé. Mình cũng phải tùy theo vào sức khỏe của con chó nữa. Nếu mà con chó nó ốm ấy, đang ốm ấy, đang bị tiêu chảy chẳng hạn thì mình không được tiêm nhé. Mình phải xem lúc nào mà con chó nó khỏe cơ thì mình mới tiêm vaccine được. Mũi 2 mình cũng làm như vậy nhé.
thì mình đã tiêm xong cho hai bé. Thì cái việc tiêm vaccine này cũng rất là dễ, thì mọi người có thể mua vaccine về tự tiêm tại nhà cũng được. Đó, vậy là xong. Một bé Shiba Inu cực kỳ xinh. Thì những cái lọ này ấy, thì những cái tem này này thì mình Hùng sẽ giữ lại và dán vào trong cái sổ tiêm của bé nhé. Thì khi nào mà mọi người mua chó, mọi người dở sổ tiêm ra thì sẽ thấy những cái tem này được dán trong ấy, xác nhận là việc mình đã tiêm hai mũi vào trong ấy rồi nhé. Đó, thì cái phần hướng dẫn về tiêm vaccine này thì Hùng cũng đã hướng dẫn xong cho mọi người rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé. Nếu thấy hay thì hãy like và subscribe kênh giúp mình để ủng hộ mình nhé. We'll be right back.